Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bữa ra mắt đáng nhớ. Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm. Vì hoàn cảnh của ảnh khá khó khăn nên tôi không dám nói chuyện với gia đình, sợ ba mẹ mình phản đối. Tết năm nay, cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm đưa người yêu về nhà ra mắt. Hôm đó mẹ biết tôi sẽ dẫn bạn trai về nhà nên đã tự mình xuống bếp chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Ba cũng đi làm về sớm, ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi. Dạ, con chào hai bác ạ. Con xin lỗi vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mà khiến hai bác phải vất vả rồi. Chà, con gái ba có mắt nhìn người đó ha. Cậu ta hiểu biết, lễ phép với người lớn quá. Ba đừng làm người ta ngại nữa. Nào, vào đây con, chúng ta cùng uống trà và chơi một ván cờ chứ. Dạ, con chơi không giỏi lắm. Thế thì chúng ta cần phải thử sức thôi. Ồ, giỏi lắm con trai. Nhờ bác nương tay nên con mới có cơ hội thắng đó ạ. Sau này rảnh rỗi, năng tới nhà chơi, tiện thể đánh cờ với bác ha. Hai người mau qua bàn để chúng ta cùng dùng bữa thôi ạ. Mẹ vẫn đang bận bịu trong bếp. Anh vào coi có gì giúp mẹ đi. Anh hiểu rồi, em yên tâm. Dạ, bác còn việc gì nữa không cho con phụ một tay với ạ. Con mang khay cơm ở bàn lên phòng bà nội giùm bác nha. Vì bà đi lại không tiện nên phải ăn cơm trên giường. Dạ. Người yêu tôi thấy chén thức ăn không được mới lắm, bèn lẳng lặng đổ đi, rồi múc chén mới mang lên cho bà. Có điều anh không biết, bà tôi vô cùng tiết kiệm. Dù cuộc sống bây giờ không còn khó khăn như năm xưa, nhưng cả đời bà chịu khổ quen rồi. Bà chưa bao giờ đổ đồ ăn thừa, cơm thừa đi, mà đều để nóng lại ăn tiếp. Nếu bà nội thấy chúng tôi đổ đi, thì sẽ nổi giận lôi đình cho mà coi. Sao đồ ăn bữa nay lại khác mọi ngày thế? Thưa bà nội, con ăn mất chén thức ăn đó rồi. Bà không giận con chứ ạ? Không sao. Lần sau nếu đi lại tiện hơn, bà sẽ tự xuống bếp nấu một bữa. May là bà không nổi giận. Nếu là người khác, có thể đã bị bà la cho một trận vuốt mặt không kịp rồi chứ. Ba mẹ con ở nhà làm gì? Còn mạnh giỏi không con? Con sinh ra ở vùng nông thôn, gia đình con rất nghèo, ba mẹ dựa vào cày cấy nuôi con ăn học nên người ạ. Em đã dặn anh là đừng nói thiệt, bịa được thì cứ bịa, đợi kết hôn rồi thì mới nói sự thật kia mà. Sao anh ngốc thế không biết nữa? Thì ra con luôn thích bài trò phải không con gái? Ba ủng hộ cậu ta nói thiệt đó. Một người biết nghĩ cho người khác, không giả tạo, tìm được chàng trai như thế trong thời đại này không dễ đâu con. Thôi, hai đứa sửa soạn đồ đạc đi, rồi ba đưa ra bến xe cho kịp giờ. Thế hai đứa tính bao giờ cưới? Chỉ cần cổ đồng ý thì mai cưới luôn cũng được ạ. Chỉ cần tâm địa lương thiện thì nhất định sẽ được báo đáp. Đúng là đạo lý không bao giờ thay đổi.